Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố. Dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lê Minh Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh, Nguyễn Ba Sơn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14, đơn vị Đà Nẵng. Theo quyết định số 117 ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố là cơ quan tương đương sở, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, có chức năng tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng do Chánh văn phòng làm chủ tài khoản. Trên cơ sở thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã tiếp nhận ông Trần Văn Hứng, Phó Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố. Tiếp nhận ông Nguyễn Thế Tuân, Phó Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định, việc tái thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố là tín hiệu vui đầu năm mới 2021, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị của thành phố theo nghị quyết số 119 của Quốc hội. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết tin tưởng và hy vọng ông Trần Văn Hứng và ông Nguyễn Thế Tuân sẽ tiếp tục hoàn thành trách nhiệm được giao phó.